Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục lên cửa hàng để mình quay cho tất cả các bạn xem về chiếc xe Yamaha MX King nha các bạn. Đây, như các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình thì đây là một chiếc xe MX King ở phiên bản màu xanh nha. Chiếc xe này thì nó cũng không có khác gì so với chiếc xe Exciter 150 cả. Nó chỉ khác về màu sắc với lại một số chi tiết thì tí nữa mình sẽ chỉ rõ cho tất cả các bạn xem nha. Và hiện tại thì mình đang quay xe ở cửa hàng Honda Đức Dung nha các bạn. Bởi vì đây là một cửa hàng xe máy tổng hợp nha các bạn. Đó, có cả các dòng xe như là Vario, Sonic hay là MX King, Winner X, tất cả các dòng xe nói chung là đều có nha các bạn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ quay sương sương một vòng cho tất cả các bạn có thể là tham khảo về ngoại hình của chiếc xe này trước nha. Và mình sẽ cập nhật về giá bán mới nhất ở tháng 10 cho tất cả các bạn tham khảo nha các bạn. Bởi vì bây giờ là ở giữa tháng 10 rồi. Và về giá xe của MX King này thì cũng có giá giảm hơn so với trước cho các bạn. Đó, đây các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem này. Đây là tem MX King. Nó khác so với Exciter là về màu tem nha các bạn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cập nhật về giá bán luôn cho tất cả các bạn có thể tham khảo nha. Và hiện tại đối với giá xe MX King ở giữa tháng 10 đang có giá là 49 triệu thì bao gồm hết giấy tờ và phí đăng biển số nha các bạn. Đó thì mình cập nhật giá là đã bao gồm hết giấy tờ và phí đăng biển số để cho tất cả các bạn có thể là dễ hiểu nha, là bao giá lăn bánh luôn nha. Và trả góp thì hiện tại cũng vẫn có luôn. Các bạn chỉ cần trả trước 20% giá trị của xe là có thể là mua được chiếc xe MX King nha các bạn. Và cái thủ tục các bạn chỉ cần có là chứng minh nhân dân với lại bằng lái xe. Các bạn nào không có bằng lái xe thì có sổ hộ khẩu nha. Rồi, đây là về cái phần đầu đèn của chiếc xe này các bạn. Nó không có khác gì chiếc xe Exciter 150 các bạn. Và đây là một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Indo nha. Thì các bạn có thể thấy là một cái điều mà các bạn dễ nhận thấy nhất đối với chiếc xe MX King, đó chính là về cái bát biển số đó các bạn. Đó, bên nước ngoài thì họ sẽ có cái bát biển số trước sau thì các bạn có thể là rất là dễ nhận dạng nha. Cái mặt nạ các bạn có thể thấy nó khác này, nó lõm ở đằng trước và nó có cái phần bát biển số này. Còn đối với chiếc xe Exciter Việt Nam thì nó sẽ không có bát biển số đằng trước này. Thì các bạn cũng có thể độ chế cho chiếc xe Exciter 150 có cái chi tiết này nha các bạn. Đó, đây là một cái điểm nhận biết rất là dễ này, có cái bát biển số đằng trước nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ quay cho các bạn một cái điểm khác biệt nữa là về cái giò đạp nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy nhá, nó sẽ có cái giò đạp và chiếc xe Exciter 150 thì sẽ không có các bạn. Đối với phiên bản đời 135 thì sẽ có giò đạp này. Đó, đây là một chiếc xe MX King nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Indo các bạn, thì nó sẽ có giò đạp nha. Đây các bạn có thể thấy rất là rõ ràng này. Đó, nó có giò đạp và các bạn có thể nhìn vào cái dấu hiệu này để có thể nhận biết được là chiếc xe MX King nha. Và cuối cùng chính là về màu tem. Màu tem thì chắc chắn là nó rất là dễ nhận biết bởi vì có chữ MX King. Bởi vì bên nước ngoài họ sẽ không có cái tem là Exciter như ở Việt Nam thì các bạn cũng chắc chắn là cũng dễ biết rồi nha các bạn. Rồi, và một cái điểm nhận biết khác nữa chính là về cái nước sơn nha các bạn. Đây, cái nước sơn ở phiên bản MX King là nó một cái màu đen nhám nha các bạn. Còn ở phiên bản Việt Nam nó là một màu đen bóng. Đây các bạn có thể thấy á, nó rất là rõ ràng này. Đó, một màu đen nhám này. Đó, nó nhám đó các bạn. Các bạn sờ vào đây các bạn sẽ biết, và các bạn có thể là trực tiếp sờ vào các bạn sẽ biết ngay cái lốc máy cũng như là các bộ phận này. Sơn trên xe này đều là một màu sơn nhám đấy các bạn. Đó, một màu sơn nhám chứ không phải là màu sơn bóng nha. Đó, các bạn có thể thấy này, màu sơn của xe. Về động cơ của chiếc xe này thì vẫn giống y như phiên bản Exciter 150 nha các bạn. Vẫn sử dụng với khối động cơ là SOHC hộp số 5 cấp và công suất là 15,4 mã lực nha. Nó không có khác gì cả. Rất là nhiều bạn nói là MX King thì nó mạnh hơn hay là thế này thế kia, nhưng mà theo mình thì MX King với lại phiên bản Việt Nam thì cục máy vẫn là như nhau nha các bạn. Công suất như nhau, nó không khác gì các bạn. Chỉ khác về cái màu sơn thôi các bạn có thể thấy này. Đó, về màu sơn của bên Indo, nói chung là màu sơn nhập khẩu này thì các bạn có thể thấy nó cao cấp hơn nha các bạn. Đó, một cái màu sơn các bạn có thể thấy này, nó sơn nhám nhám mà nó cao cấp hơn. Chất lượng của nó cũng sẽ khác nha các bạn. Nó không giống với lại ở phiên bản Việt Nam. Rồi, tiếp theo về phần mặt đồng hồ các bạn có thể thấy này. Mặt đồng hồ thì nó cũng vẫn như vậy nha các bạn, không có khác gì. Vẫn là phần mặt đồng hồ full LCD. Và ở phía bên này các bạn có thể thấy là nó khác ở một chỗ là sẽ có nút này, các bạn có thể thấy này. Đó, nó không có nút bật tắt đèn nha các bạn. Đó, có nút bật đèn ưu tiên này các bạn có thể này. Đó, đèn ưu tiên nhá. Và có nút bật tắt động cơ tạm thời này, nó sẽ là một màu đỏ sẫm nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy này, nút màu đỏ sẫm này. Và đối với phiên bản Việt Nam thì nó sẽ có nút bật tắt đèn ở đây nha các bạn. Đó, còn phiên bản MX King thì nó sẽ không có. Đó, nó sẽ có nút khởi động này, nút cái bật đèn ưu tiên này này, với lại nút passenger Việt là một màu đỏ sẫm nhá. Còn bên tay trái thì các bạn có thể thấy này, nó sẽ có nút bật đèn cốt pha, xi nhan trái phải hay nút còi các bạn. Đó, nói chung là nó cũng chức năng thì đều là như nhau nha các bạn. Và hiện nay thì các bạn cũng đã biết rồi là về chiếc Exciter 155 2021 thì sẽ được ra mắt nha các bạn. Và chính xác theo mình cập nhật được là mẫu xe Exciter 155 này sẽ được ra mắt vào tháng 1 của năm 2021 nha các bạn. Có nghĩa là nếu mà tính theo dương lịch là vào đầu năm 2021 và âm lịch sẽ là vào cuối năm nay nha. Nên là các bạn có thể chờ đợi. Và cái phiên bản MX King ở bên Indo có thể nó sẽ ra sau Việt Nam đấy các bạn. Bởi vì là 155 thì nó sẽ ra mắt ở thị trường Việt Nam trước. Bởi vì Việt Nam mình cái nhu cầu sử dụng xe nó sẽ rất là cao. Nên là tất cả các mẫu xe thì thường thường sẽ ra mắt ở Việt Nam trước khi mà ra mắt ở các thị trường nước ngoài nha các bạn.
Và những chiếc xe mới King thì khi ra mắt thì nó cũng sẽ có phiên bản nhập khẩu, nhưng mà nó xe ra mắt sau này nhá. Và chiếc xe đó thì sẽ được ra mắt vào trong đầu năm 2021, thì các bạn có thể chờ đợi nhá. Rồi còn chiếc xe mới King này thì hiện tại thì đang có giá là 49 triệu bao hết giấy tờ và phí giấy biển số đó, thì các bạn có thể đến trực tiếp bên cửa hàng để mua nha các bạn. Đó, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc và có giá là 49 triệu bao hết giấy tờ và phí giấy biển số. Đây các bạn, cái mâm đằng sau đây các bạn. Cái mâm sau là màu xanh nhá, bởi vì mình quay đây là cái chiếc xe phiên bản màu xanh GV. Đây cái thương hiệu lốp mình sẽ quay cho các bạn xem này. Đó, lốp là lốp Dunlop nha các bạn. Đó, thương hiệu là Dunlop với cái thông số là 120/70/77 nha các bạn. Đây và có luôn cái chữ Maze Indonesia này các bạn, có nghĩa là cái lốp này cũng được nhập khẩu. Nói chung là chiếc xe này là được chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc các bạn, và cái thông số lốp chiếc xe này vẫn là Made in China, Indonesia nha. Đó. Made in Indonesia thì chiếc xe này được nhập khẩu từ bên Indonesia. Cả thông số lốp trước và sau thì đều như vậy nha các bạn. Nói chung là chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc chứ không phải là đem về Việt Nam lắp ráp nha. Đây về cái thông số lốp trước cũng vậy nha các bạn. Thông số lốp trước là 90/80/77, vẫn giống như thông số của phiên bản Exciter 150 nha. Và có một sự khác biệt ở phiên bản nhập khẩu và phiên bản được lắp ráp trong nước là phiên bản Exciter 150 thì có giá chênh lệch nhau. Với phiên bản Exciter 150 thì cũng có giá tầm 45 đến 46 triệu. Và đây là một phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc nhưng chỉ có giá là 49 triệu thôi. Thì các bạn có thể là tùy vào sở thích của các bạn để có thể chọn lựa cho mình một mẫu xe người ý nhất nha. Đó, mẫu xe nhập khẩu này có cái tem X-King. Và đây là phiên bản màu xanh GV nha, cái tay cầm đằng sau sẽ là màu đen nha các bạn. Đó, quay sách. Đây, và phía đằng sau này thì các bạn có thể thấy này, là cái gấp của nó đều là trơn nha các bạn, trơn nó một màu đen nhám chứ không có cái thông số như là ở phiên bản Việt Nam nhá. Ví dụ như là ở phiên bản Exciter nó sẽ có thông số này, cái năm sản xuất cũng như là về sản xuất ở nhà máy công ty Yamaha ở Vĩnh Phúc gì đó nhá. Còn đây là không có, các bạn thấy này. Đó, đằng sau là cái gấp nó là trơn như vậy nhá. Với cái màu sơn của chiếc xe này là một màu đen nhám nha các bạn, nó không phải là bóng đâu. Đó. Một màu đen nhám, các bạn thấy là nó rất là đẹp. Đó, Exciter 150 thì cũng giống như là mấy kinh, chỉ khác về màu tem. Với lại một cái bát biển số trước có giò đạp, với lại là với cái màu sơn là đen nhám đó các bạn. Còn Exciter là phiên bản màu đen bóng. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem này. Đó, một kiểu giá mà các bạn hiện tại cũng vẫn rất là thích nha, bởi vì là MX King với lại Exciter thì rất là được các bạn trẻ yêu thích bởi vì kiểu dáng rất là thể thao và đẹp mắt. Đó, về phần tem trước thì nó không có khác này các bạn, nó chỉ khác về cái bát biển số này thôi. À, về phần đầu đèn thì vẫn như vậy nha các bạn, vẫn sử dụng cái bóng LED, và về tất cả mọi chức năng cũng như là về động cơ chín thông số vẫn như là phiên bản Exciter 150 nha. Nhưng mà đây là một phiên bản được nhập khẩu trực tiếp từ bên Indo, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn. Đây các bạn thấy này, nó có cái giò đạp này. Đó, cục máy và là SOHC các bạn, hộp số 5 cấp. Rồi, và khi các bạn xem cái clip của mình, các bạn nhớ bấm like đăng ký kênh nha, để mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn xem về giá bán mới nhất của các dòng xe, ví dụ như là MX King, Exciter, Honda Winner và các dòng xe máy khác. Nên các bạn nhớ bấm like đăng ký kênh để được theo dõi những cái video mới nhất của mình nha.